Alo, sao? Alo. Này, bạn phải vào đây chứ. Vô đây, mình vào rồi nè. Là này. Ok, Vào ra chưa? chào mọi người nhá. Chào tất cả anh em nè. Vào rồi, mời đây, mời đây. Ui, từ từ, 7 phút bạn. Ok, 7 phút cũng được. Mình sẽ chờ và sẽ đợi. Ok, chào Thảo Nguyễn nhá. Hello em. Ngày mai bấm em nhá. Ở tối nay đi. Chắc là không biết là vào top 100 chưa nhỉ? Để xem được coi. Má, cày cái đanh này mệt Anh ghê sẽ á. chờ và sẽ đợi dù sóng cạn dù Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại sớm nhá. Tôi đang tính là tải con game thần trùng về chơi nên thấy sao? Có game kinh dị á mọi người. Đang tính tải về chơi đây. Năm trăm năm mốt top 100 bao nhiêu rồi? Ui, phê mà toái bắn GT 1K7 rồi. Gớm thật. 614 điểm. 614 điểm là bao nhiêu điểm nữa lên top 100 bạn? Là 60 điểm nữa lên top 100 bạn ơi. to 60 mấy điểm, 65 điểm, hai trận và hai hai buổi livestream. Tưởng 8 giờ tối hả? Bây giờ mình livestream 8 giờ sáng luôn. Cái này là livestream bonus đó bạn. Bonus buổi sáng đó. Hello, xin chào mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào Linh Lê nhá. Chào tất cả anh em. Bây giờ mình vô mình xem có báu vật thì mình đi quay không mọi người. Quay báu vật trước rồi ok mình sẽ Pool Connection mấy bộ này có rồi thì có rồi đúng ấy. Giao Jun có khẩu khẩu này được nè. Ok nè. Bộ giao Jun là bộ nước ngoài. Ui, nó gắn thêm cả mà bún gà nữa phải cả lông. Để tôi quay vài quả rồi. Quả nào nhiều nhất ta? Ui, mà nhiều dữ vậy ta, nhưng mà toàn có hai ba quả không à? Quay thử coi. Chả lẽ đống quả này không trúng quả nào? Ha, đó ba red rồi. Mà quái này mệt ghê mọi người, thiệt á, mỗi lần quay là phải chọn. Khó trúng lắm, có hai quả à. Quay cho nó hết đi. Quay M4 là 1 triệu vân đi hả? M4 1 triệu vân tôi làm rồi mà tôi chưa up. Bây giờ quay làm chi nữa? M4 là 1 triệu vân tôi làm rồi. Khẩu nó bắn chán lắm. Khẩu nó bắn đồ đạn giật lắm. Thấy không? Đồ đạn nó kiểu lạng lạng á. Ông nào bắn kiểu không quen là bắn được đâu. Mà bốn đó tôi làm rồi mà tôi chưa up lên á. KICM ông thất lợi bát rồi á. Đổi đổi thôi chứ sao bây giờ. Biết phải làm sao phải làm sao. Vài bữa anh đưa cho em cái acc kia. Ông kia ông mới mua cái acc để anh đưa em chơi. Má khó trúng người ta. Thì khó trúng cực kỳ luôn á mọi người. Sáng giờ chưa lại ông địa rồi. Anh em ơi, cho tôi hỏi anh em một cái vấn đề là nếu mà anh em trong giấc mơ á, anh em mơ bị rắn cắn thì như thế nào? Hồi tối tôi mơ tôi bị rắn cắn mọi người ạ. Má. Hồi tối tôi mơ tôi bị rắn cắn thật, giấc mơ như thật luôn mọi người, thật sợ lắm. Mà tối mơ bị rắn cắn phải cả lòng. Tôi có nên kể ở đây không ta? Ma cho một kinh dị luôn. Thật cực kỳ nhá. Nó mơ nổi mà tôi phải giật mình tôi tỉnh giấc luôn mà. Thường thường á, trong giấc mơ á, là anh em mơ trong buổi tối là sáng hôm sau thường thường anh em sẽ quên mất. Nhưng mà tôi giật mình tôi tỉnh dậy mà sáng hôm sau tôi vẫn nhớ như in luôn. Em không bắn với cô Tư hả Thảo? Màn hình để chơi đột kích đó hả?
bò qua người là người yêu có bầu quá hả? Nhỏ 32 to 72, anh em đánh thử đi. Thật, anh em đánh đề thử đi. Thiệt, đánh đề thử đi. Con rắn bự á, rắn bự chứ không phải rắn nhỏ đâu. Con rắn này thuộc dạng là nó cũng phải rơi vào tầm là... Như thế nào nhờ? Cái ống dây mà... Cái ống dây tưới nước mà kiểu mini á. Cái ống dây tưới nước mini nhỏ nhỏ á. Nó tầm khoảng gần 2 mét. Nói chung là 1 mét hơn, 1 mét rưỡi đó. Màu đen. Mơ. Người mơ bị rắn cắn là người yêu có bầu à? Ảo vậy. Vợ mà, người yêu gì? Bữa đây bò qua người to lắm, hôm sau vợ báo bầu con trai à? Ui đại ngố, thật luôn hả? Nè, để tôi kể cho anh em nghe nhá. Thật sự là hồi tối, tôi nằm tôi ngủ. Tôi mơ, mà lúc đó tôi nằm, tôi ngủ tôi mơ mà tôi mặc cái quần đùi. Cái quần đùi á, anh em hiểu không? Xong con rắn nó bò vô chân tôi. Lúc đó mình làm cái gì đó là, nói chung là nó sẽ không có bắt đầu đâu. Nói chung là chỉ là mơ con rắn nó bò vô chân, nó bò qua quần luôn. Nó bò qua quần, nó bò vô, nó bò từ dưới quần nó bò lên á. Một con đùi mà, nó vô nó gặp một con rắn của tôi, nó né. Nó né nó bò lên áo luôn, nó bò lên áo, nó bò lên cánh tay nha anh em. Lúc đó thì tôi mới nhận ra là bù, nó bò, bắt đầu nó bò luồn qua cái tay nè, luồn qua nách á. Má, lúc đó tôi nhận ra là đu má con rắn. Mẹ, mình trong đầu, lúc đầu là mình nghĩ là mình sẽ nằm nằm kiểu bất động. Nhưng mà éo chịu được, mẹ nó ghê quá. Má, tôi bắt đầu tôi dậy lên. Tôi dậy lên cái, mẹ nó quay qua, nó cắn cái bực vào ngay cái này luôn. Cắn cái bực vào ngay cái này luôn. Con mẹ nó, tôi. Nhưng mà tôi chưa bị rắn cắn bao giờ nên chưa biết cảm giác đau như thế nào. Nói chung là chỉ biết là mình bị rắn cắn thôi. Con mẹ nó, không hiểu sao tôi nằm tôi giả vờ tôi bất tỉnh các bạn, mà không biết có phải giả vờ bất tỉnh hay không, mà nhưng mà trong lúc đó mình vẫn còn ý thức. Không hiểu sao tôi tỉnh dậy xem thử nó bò đi trước chưa. Tại chờ mình xíu, chờ xíu chờ 5 phút đi, chờ mình 3 phút rồi, được rồi. Con mẹ nó đang kể chuyện mà. Đó, bắt đầu tôi tỉnh dậy, tôi xem thử là nó bò đi chưa. Má, nó vẫn cắn cái tay tôi các bạn. Nó vẫn cắn cái tay tôi. Con mẹ nó. Thế là tôi xem thử nó chết hay chưa. Nó nằm im bất động luôn. Tôi nghĩ là mẹ rắn nó cắn mình xong rồi nó bị chết con mẹ rồi. Bởi vì là trong người tôi nó cũng có độc hay sao á. Truyền qua lại con rắn. Đó, nó chết mẹ rồi. Nhưng mà tôi bắt đầu tôi cầm con rắn tôi giật ra. Má, tôi vừa cầm con rắn nó cử động lại các bạn. Tôi vừa giật ra một cái. Ủa má, tôi cầm cánh tay của vợ tôi các bạn. Vợ tôi đặt cánh tay lên người tôi á. Tôi vừa cầm tôi giật ra một cái nó cử động. Tôi la lên. Như vậy đó. U má. Vợ tôi nằm bên cạnh luôn. Đúng mất. Tại sao? Kiểu như là tại sao anh cầm cái tay của em hiểu không? Má tôi. Ủa anh tưởng là con rắn. Má. Vợ tôi lúc đó là đặt cánh tay lên người tôi á. Đặt ngay cái chỗ là bị rắn cắn luôn. Má tôi cầm tôi giật ra tôi quăng qua bên nữa chứ. Má xong lúc đó tỉnh ngủ luôn. Thật. Má ảo ma lắm. Má. Nói chung là tỉnh luôn. Mà cầm trúng cái cánh tay của vợ nữa chứ. Hài. Vô bạn ơi, vô bạn ơi. Ảo thật. Hello, mình đổi nhân vật á. Ờ, không. Nói chung là hài. Mẹ sáng tôi kể cho vợ tôi mà mẹ đi cười cả buổi trời. Ờ, hy vọng là thế đại ngố rồi. Tôi cũng, hồi sáng tôi cũng đi tìm thử rắn cắn thì nó có cái vấn đề gì không. Tôi tìm số để tôi đánh đề. Nó giỡn nha, tôi không có chơi đề. Tìm số để tôi cho anh em biết là hôm nay nó sẽ ra cái số nào đó. Tôi vẫn cho anh em đó. Anh em thử coi, ông nào mà chơi đánh đề đây coi. Không cần like đâu Hùng Văn ơi, chịu khó donate thôi. Chào Tuấn Phú nha. Cái gì nhỉ? Anh em nào biết chơi đề thì đánh thử coi, biết đâu ra, biết đâu chúng là sao. Nói chung là chuyện sợ lắm thì qua cái mồm tôi thành chuyện hài thôi. Kiểu nằm ngủ mà bị đè lên ngực hay gặp ác mộng à? Có thể là thế, có thể là thế, nhưng mà cái này là nó thật lắm. Ngày trước tôi mơ mấy giấc mơ mà gặp gái nữa cơ, mà nằm bên cạnh là thằng em nữa chứ. Mình định vô
có giấc mơ mình đi bóc vú nữa chứ, bóc vú thằng em á. Tỉnh dậy cái trời ơi má. Trong giấc mơ là mình mơ gặp một em nào đó xinh tươi á. Chơi trên tay thôi nha bạn ơi. Hả lan có, lan có. Thằng Lan có. Ui, hai thằng chỗ luôn rồi, rồi. Ui, hai thằng chỗ luôn kìa. Ui, bên nó snip nhiều quá bạn ơi. Ui, căng đấy. Trận này khó ấy. Cái gì shot mặt Lê Văn rồi còn gặp ngay Lê Vân nữa. Ok, hình như em nó chạy bên nước B sao vậy? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy miếng nước rồi. Ok. Miếng nước chết. Còn lên vô. Nó ngắm sang làng á. Khó nè. Chơi ai đây? Khó nè. Chơi 4 rào. Ok. Thanh niên này bắn không biết ở đâu luôn hả? Hai bạn ơi, hai bạn ơi, chơi mình, chơi mình. Mía vãi linh. Hai thằng nó chọn vị trí mình bắn. Ở thằng bên đâu, ở đâu? Ồ má, cái gì vậy? Ông dưới ray kia không biết nó nhảy ra luôn hả? Con yếu vậy. Chơi bê đây. Không phải bê cũng được. Quá tim này thôi thua. Chết chết. Thằng Lan ép á. Thôi tao cho mình xíu. Hình xăm nhà B, hình xăm nhà B. Chơi mình bạn ơi. Vô nè, chị 35, chị 35 vô rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Đây nhìn lỗ. Mồm ơi. Đồng đội mình nó ngáo lắm. Không muốn bắn đâu. Mít 1, mít 1. À, phải, cả team. Em biết kệ đụng má, cái thằng nào đứng cái gì vậy? Đứng đầu mình bắn cái gì vậy? Lắp rào, lắp rào, lắp rào. Lắp rào chết rồi. Lưu đèn khói này. Ui, thằng nào đứng trên đầu mình bắn. Thôi không sao, quên rồi. Lỗ B, lỗ B, lỗ B. Ui, đồng đội mình đéo bắn luôn kìa. Cờ hó đó bạn ơi. Đéo bắn. Trời lỗ bê rồi, lỗ bê. Lỗ bê có. Mấy nước móc kìa. Có thằng CD ơi. Ờ, nó móc, nó móc, nó móc. Trên đầu, CD. Em móc đi. Mẹ nó. Toàn chân cúc.
Thật. Ok, tới quá là nói nè. Ủa. Thôi thua. Má, khó vậy. Dạo này Tú lai cả sáng kìa. Mission failed. Thấy sẽ đi lai mình cũng lai. Chết nhưng mà ăn hành quá. Ăn hành sắp mặt là. Ui da, chưa chân tay như vậy á. Bốc khói này. Mua nè. Ôi tôi chưa giặt qua nữa. Mẹ bắn gù vậy. Mới xa, mới xa. Mới xa lần cuối. Cầm ngà. Lên lên, bắn lên lên. Hành lang lên rồi. Trên lan, trên lan. Thôi chết, chết, chết. Ra, ra, ớ, đâu. Đâu vậy? Đúng mé nó mít. Cố cũng ráng đó nhưng mà không có được. Hai thằng này bắn kém ta bắn được con này bắn nút nút ngắm nó hơi cứng cứng. Phải không? Không phải không? Ta bắn AK đi. Nó qua B rồi. Tình này qua B chứ. Dạy dễ qua. Ủa thấy. Hay quá. Được rồi chứ. Để đấy. Mới vào clan đây bắn di chuyển bunny rồi mướt ấy. Đó dằn mặt chủ clan mà. Chào Khoa nhá. Hello em. Hello Khoa nhá. Lù đèn, lấy đi. Sao chiếm rồi nè. B cò. Hà Lan, Hà Lan, Hà Lan. Hà Lan có. Phải không ta? Nên nghe tiếng bài giấy nó đâu hướng mất gần nè. Hành lang sao bạn ơi? Rào. Chạy rào à. Ok rào đúng không? Chết rồi. Lù đạn, né đi. Làm được, không ép anh em ơi, không ép anh em ơi. Ôi xong bắn. Nếu thấy chết. Enter mới thấy chết. Má nó mồm sao nó chạy về rào. Em thấy nó lên nó văng quả bom nó chạy vô rào trốn luôn. Thua. Quá căng. Khó quá. Ok, tiếp lên nào. Chắc nè. Để bắt cho.
Cảm ơn Tuấn Mạnh nha. Cảm ơn bạn vừa donate cho tôi nha. Thank you Tuấn Mạnh nè. Thằng Lan chết rồi. Con thằng Mít gần nha. Dưới nước, dưới nước, dưới nước, dưới nước. Chỉ nhanh lắm. Lấy là điểm cho anh em. Lấy vô, lấy vô. Lấy vô, lấy vô. Thầy bắt anh lên vô. Anh lên chết rồi. Anh lên còn, phốc lên. Hai anh lên lên. Đủ mà đi mít. Cái đủ mắt nhẹ chú mít đi vào tiếp tục thế nhờ. Mà tha lên kìa. Thua rồi, Rocklist đã thắng. Con đặt rồi nhé. Quẩy nào. Khó nè. Nếu sẽ mốc phải sáng không? Lũ đàn quế đi. Còn thằng ngắm với nó. Giống bay, giống bay, giống bay. Chết rồi, chúng mày chết rồi. Mày quá. Đại ca lớp 1C vẫn ghê quá. Ủa, phát ra luôn. Ghê quá trời à. Lũ chó, lũ chó, lũ chó, lũ chó. Ai đông, ai đông, ai đông, ai đông, 8 tỷ thằng An. Mua nè. Ồ, bắn thằng kia yếu rồi. Ok, kéo hỏi nào. Hỏi nè. Hỏi nè. Lũ đàn quế đi. Con, mít, mít, mít. Win game này có 50k bạn ơi. Không bê, không bê, không bê. Win game này anh em mình mỗi thằng 50k. Cái bê rơi số 4 nha. Nice. Win game này được 5 tỷ bạn. Ok ok. Ok ok. Dịu ra 5 tỷ dữ vậy. Thấy rồi, mình thấy rồi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Tiên cái chat của mình cũng có. Có. Tập trung ơi. Chết liền, chết liền. Có tiền là chết liền. Đấy. Thành Lan chiếm rồi kìa. Rồi mình lan, rồi mình lan. Nấp bè. Khó nè. Lũ đạn nè, né đi. Lũ bè nó bắt. Dạ, 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 nước các bạn ơi. Một yếu rồi, chừng 50 rồi. Thằng Phóc En á, chừng 50, lỗ B, lỗ B1, cửa B1, lỗ B1, cửa B1. Rồi, chừng 50. Rồi, để nó gỡ bom đó. Cửa B các bạn. Ui. Thôi nó bắn thế thì địch mẹ nó chịu rồi á. Cái đủ má rùa.
bắn gì 30 á. Cái lồ trừ 50 làm viên. Rùa máy luôn. Giờ đã bắn hay Google cha. Con bóng nước à? Quá bình thường. Rồi, chịu chính xác của mít của má sợ. Ông đội bên bắn cái gì vậy? Hào hán. Ui chết mẹ rồi, mồ mẹ ơi. Mấy giờ nó, mấy giờ nó. Rồi, trên một hành lang lên là bạn lên A nè. Mình mồm ơi, mình mồm ơi. Móc, mình móc cho. Ok. Ui, nó cũng mồm nè, mình cũng mồm nè. Trao đổi chiêu thức. Trao đổi chiêu thức với Fox-N. Nó cũng mồm, mình cũng mồm luôn. Nghe không? Đấy, sniper bắn là thế chứ mọi người. Người ta gọi là cưng tài cưng sức. Để coi móc nha, để coi móc nha. Rồi ok, tôi bắt được nó rồi. Móc chết, móc chết, móc chết. Cửa B, cửa B2. Cửa, 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 cửa. Thằng kia đi móc rồi. Có móc chưa? Ok. Có tiền. Có tiền 50k. Tôi phải ăn sáng. Mít hơi vang hả mọi người? À, không vang đâu. Được rồi á. Ok, ổn định á. Như vậy thằng kêu vang nữa rồi thôi tôi chịu. Có tiền, có tiền. Ok. Để kéo cái mút xốp lại. Được chứ mọi người? Có nghĩa ok chưa? Gửi tủ cốc nước vẫn cho Sung. Cảm ơn mạnh nhiều nha. Nãy quên đọc cái ghi chú của bạn. Mít vang quá hả? Mít vang quá là như nào đây? Giờ xử lý như nào đây? Hết cỡ rồi đó. Thuận hoa quả nè. Lên cống đây bạn, lên cống đây bạn. À, cho mình lên cống đây, cho mình cống đây. Ok, ok, ok. Mô mình reo rồi, mô bạn reo chưa? Chưa thấy. Lên đây, lên đây, lên đây. Lên chưa, ok. Rồi. Lên phải nói chưa. Ok, cảm ơn Khoa nhiều nha. Thank you Khoa nè. Đủ mấy lấy cọp bắn được rồi. Tùy duyên mồm bạn ơi. Tùy duyên một xe bắn á. Lùa đạn, né đi. Mít mồm, mít tự nhiên mồm. Con đây nè. Quá bình thường. Đây. Cái đéo vậy? Bạn nó bắn hụt bạn. Sợ tật. Không, cứ nó được cầm đe đó, nó bắn chỉ vào đầu thôi. Không vào đầu là cũng mình bắn chết rồi, còn nhanh hơn mà. Đúng không? Nó bắn vào người mình là nó cũng chết à.
Sao quá? Một yếu rồi. Yếu rồi sao á? Con người là yếu rồi. Không có sao kìa. Sao quá chết rồi sao á? Không 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 không. Đây để mình nhảy lên mình đấm cái mồm luôn á. Ờ nó xuống chết rồi. Mình mồm nha, mình mồm nha. Lên được không? Tôi một xe nhá. Sàn khó sao kìa. Khói nè. Phóng lên. Ở đâu các bạn? Quá sàn. Sàn hả? Chỗ nào? Mua nè. Tôi mờ mờ rồi, chịu quá. Phải, trong cổng nè. Gì vậy? Hai bên hai hơi khó. Nhiêu điểm lên top 100 hả? À, 60 điểm nữa. 60 điểm nữa lên top 100. Mua nè. Sao có một, sao có một. Lũ đen, quấy đi. Cái cổng bạn ơi. Yeah, yeah. Chết. Không có. Lũ đen, quấy đi. Để nhìn cổng, để nhìn cổng nha. Mình mất giáp đầu rồi. Ai phải lắc. Thôi chết rồi, chết rồi, yeah, chết rồi. Cổng nè, sang 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 sang. Ok ok ok. Sang có nha. Đây lên kìa. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nice. Má, má con này bắn ngắm chưa cảm giác được không ơ? Đáp được không bao? Sao đấy vẫy rùa á. Mau nè. Thì đâu bạn? Không điều khiển à? Nó khó vậy. Trái xuống thì bạn, viên trái xuống. Viên trái trước. Rồi bom rơi luôn, kêu tên lửa rồi. Lựu đạn, né đi. Đồ má. Vừa nghe phút luôn. Ok,
Ali, em thấy. Cái nhà chết. Cái nhà vô nè. Móc ra. Rao chết rồi. Ma ẩu rồi. Sao đi treo hả? Gì vậy? Ủa? Sao vậy? Đang bắn mà. Né bên em. Chết rồi. Còn một nữa. Để bắt ra. Phải trái nè. Hai bạn ơi. Nó nhỏ kìa. Má mình mồm nha. Cũng mồm rồi. Đâu đạn lẻ lẻ đi. Sao chết. À chết rồi. A xin một nha. Bạn nó xuống A. A còn. Cô B. Chị chỉ chính A kìa. Cô B. Lũ đạn nè, né đi. Một ngắm. Cô B. Bảo nó bơi kìa liền. Bảo nó gì mình nè. Ê đủ miếng này nè. Vãi linh. AOK 1C. Vậy ai con chuột vì vậy vãi tâm kìa. Vãi tâm ngắm kỹ ta. Ma sầu lưng nữa. Lũ má bắn hụt mấy viên luôn. Con này bị rỡ. Toán vậy. Đánh lên B bạn ơi. Cái điểm này nó đen thế nhờ. Sang phô kìa bạn. Sang nhảy trái. Nó ngồi im trái kìa. Thét trái luôn. Nó ngồi im. Nó nhỏ một. Nó chạy kìa. Chạy. Buồn không về được A rồi. Bạn đẩy lên đài mà cover đi. Ê đây gặp. Rồi thằng kia móc cú B. Cú B bạn ơi. Nhặt bom được cú B. Bắn ba trận thua mất hai trận rồi. Nó trước nó cầm mà hai thằng á. Chạy phút mầm thôi. Gì vậy? Bà la lách.
đạn nè, né đi. Trái xuống, trái xuống, trái xuống. Yếu rồi. Đã đặt bom ở khu A. Chết mẹo rồi, hai được nha. Xuống xuống xuống. Gỡ vậy sao vậy? Khó à. Lỗi. Lỗi tôi, phá đắp luôn rồi vậy. Má đấm mình luôn, đấm mồm luôn chứ. Bắn thằng này thằng kia đấm mồm mình. Ok, chú nào. Mua nè. Lũ đạn nè, né đi. Khó nè. Sao? Cái chưa 75 bạn ơi. Đặt bóng kìa. Chó hay chó? À, chó nằm đội mình. Mồm kìa, sang mồm nữa, sang mồm nữa. Rồi còn thằng mồm nữa. Cái kia mồm nữa, thằng này nè. Nó mồm. Quá bình thường. Giết bạn được. Ủa, nó mà giết bạn là nó win quá, bồ mồm nữa. Cao bê mồm. Khó nè. Đây nha. Khu bê. Giờ mới nhỏ đi. Lũ đạn nè, né đi. Mù nè. Cái thằng móc nha. Móc ai, ít trời. Ôi, một xe hả? Ui, phải lần 97 rồi. Bom đã bị gỡ. Thấy mày đang đứng bên nhỏ không? Tưởng mày nhìn, mày nhìn móc, đang nhìn rào rồi. Bảo là coi chừng nhìn móc rồi, đụng móc rồi quay lại tới nơi mẹ. Bạn đừng có trách mình, đừng có đổ lỗi cho mình. Nó vừa đặt xe 4 xong. Ai biết bạn là gì đứa nào. Mà đứng cao B bạn nhìn ấy chứ. Mình đi từ bên nhỏ vô mà. Phải, thôi thua. Bita. Sao điểm điểm nó gặp cái thằng lồ hảo anh này hoài ta? Nó cứ chung team với mình hoài nhờ. Cho qua team kia. Không. Thằng bắn được mà. Thằng hảo hán thôi. Mau kết bờ. Trái. Fire in the hole. Đã bom rồi. Bạn đi. Đi qua cánh trái phòng thủ nè, giết cái cánh trái nè. Cánh trái mình đi. Ok. Cánh trái được, để mình kê trước kìa. Fire in the hole. Lũ đạn quá đi. Mua nè. Cánh trái gặp á. Giữa hai bạn ơi.
Hết địa điểm rồi. Đó bom rồi. Gỡ. Sáu 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 môn, sáu môn ơi. Mẹ bạn gỡ, mình gỡ. Đúng rồi, đang đi tìm nó. Đó là gỡ đi. Còn chạy ra là phải đi vô lại gỡ. Hai tập. Ok, tiếng lên nào. Bảo là gỡ đi còn chạy một vòng nữa. Mày à. Lưu đồng, trái đồng, trái đồng, trái đồng. Mày ơi. Ủa móc đâu vậy? Nhảy cứ xuống hả? Không mà nhảy qua cái hướng bên kia luôn. Bạn đi thẳng mà nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn. Ờ chạy thẳng nhảy qua luôn. Ờ nhảy xuống dưới luôn. Nhà bám này thì mày đánh bơm khó nha. Ném lá đi, ném lá đi. Ném lá mà nhảy xuống dưới luôn. Mua nè. Mua nè. À rồi, à rồi. Trong nhà mình, trong nhà mình. Bom đặt rồi nhé. Trong nhà mình có. Nhà mình qua, hướng nhà mình qua, được. Bé nè. Con bà. Chầm máu mà làm sạc chết luôn. Mình nhìn cửa sổ cho bạn ơi. Cầm dao mà chạy. Cầm dao mà chạy ông ơi. Móc rồi, móc rồi, móc rồi, móc hết rồi. Móc rồi, móc. Mình một máu, mình một máu. Móc, 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 một móc, một móc. Dễ sai, 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 sai. Một xe, một xe. Đây. Cái mày quay lại kìa, biết làm run nó móc tới đít rồi. Mình cũng thấy rồi. Đây đây đủ, ở đây mình coi bắt không mấy bắt mấy nói cho. Bạn đứng gần cửa đi để cover nè. Đứng gần cửa, cửa bên nè. Đi móc, đi móc, đi móc. Smoking grenade. Flash bomb. Flash bomb. Lũ đạn nè, né đi. Fire in the hole. Quá bình thường. Cái lồng gì vậy? Đâu rồi? Ờ, Ovaria trừ 62, trừ 62, trừ 62. Giữ sai. Trừ 62 á. Mẹ chị số 2 để nó bắn. Gà. Nó gỡ, đủ mẹ chạy ra giết. Bay ra, bay nhảy rồi xỉ vô. Nó dính viên chết rồi. Ok bạn luôn. Đừng có chặn đường như thế. Mẹ cái thằng hảo hán này. Hôm qua có một thằng nó chặn đường tôi rồi. Nhảy ra cửa sổ hai ba thằng luôn. Ghê hả? Thấy chưa? Mình nói nó bắn được mà. Chỉ có thằng ảo hán là bắn được thôi. Cái đường đó đủ mới đi lên, biết đi đâu. Nó đi cửa sổ đông á. Lần sau hai anh em mình đi mid á. Bạn biết đi mid không? Chạy qua, móc cái cửa sổ. Nó đi cửa sổ, nó nhảy qua, nó nhảy sai luôn á. Mình chạy đi đường mid á. Nó mình gặp bọn biết bắn đủ mới đánh bê khó phải lên đấy, không đùa đâu bạn. Đu mía nó quất cái flash nó nhảy xuống là nó bắn là chết sạch á. Chứ giỡn là map này là đánh B là win đâu. Mới vô thôi, mới vô còn chưa biết cách chơi đâu. Chứ mà biết rồi là khó phết á. Cứ vọng vô ba nổ cái chỗ đặt bom xong đầu bay xuống đi A thì khó đi vãi.
Không, mình biết mấy gốc kê hơi bị trí các bạn. Mấy gốc kê mình quá trí lắm. Mau đó đánh bề khó chứ. Đặc biệt là giọng hai cái nổ cái cửa đau vãi mấy, nó đau lắm á. Cửa đi vào á, bay qua cái cửa sổ ném vô á. À Game nhiệt. B đông. B3. Né đi. B3 vô. Mù nè. À, mẹ bà lóc nhau kìa. Nhà B. Đây. Chắc rào á. Rào lên rồi bạn ơi, rào móc rồi á. Cảm ơn Hữu Đại nha. Cảm ơn Kim Văn vừa donate cho tôi nha. Cảm ơn bạn donate cho tôi 1.000. Hóa biển ngạn thì quen quen ta. Địch con chị nó tát cái đầu. Ui, nó bắn rồi. Cái tồn chỉnh phím em ơi. Chỉnh phím đi, ồn quá kìa. Thành la lên, rào lên rồi. Ôi hay, bỏ lên. Ui, gì vậy? Bỏ ghê. Ôi, quá kinh. Ai, vip. Quá vip. Lỗi chó. Lỗi chó bạn ơi. Anh lên vô. Lũ đạn, né đi. Anh lên thôi. Rào chết, rào có xe 4. Thành lan lần cuối. À, gót bóng gớp vậy. 7 chích không. Quá ghê. Lúc người ta sang chín đó bạn. Thành lan không phải cao kìa. Nhìn qua lan sao đi ơi. Nhìn lại cho mình. Đây đang kêu anh lại cho mình. Lũ đạn, lấy đi. Lũ đạn, né đi. Khói nè. Má mù mắt. Nó bắn mình không chết ba rồi bạn ơi. Má mù mắt dưới trời. Mù mắt dưới trời. Thịt xa mù thẳng nè. Khói nè. Hai. Con mà thang ở đâu vuông vuông xa. Anh không. Chết rồi. Ôi thú hồn. Sơ nhất bạn mẹ thực tiệm mấy thằng ngầm lắm, ít mẹ nó. Thôi rồi, thằng ngầm này chết. Thằng này không biết nhá. Rao. Thằng này ngắm lỗ chó, chia ra đứt lỗ chó luôn. Thằng này hình như hẹp rao hay sao? Chết. Lũ đạn, né đi. Mù nè.
gì hết trời. Fire in the hall. Ba, kho B2 anh ơi. Có ra không? Tôi đã đẩm một viên vào đầu kìa. Đọc kho B2 nha anh Tú. Khó nè. Đọc kho con 1 thôi. Một bên là cuối bạn ơi. Cái thằng Ender lơ hồi sinh loa kìa. Loa nhắm. Thằng kia đang kho bê cẩn thận móc nửa đen á. Mấy cơ. Chết chết, nó ra chết. Ồ quá. Ồ quá. Mẹ nó. Để tự do trò chuyện hùng hùng quá. Cảm ơn Trung Nam nhá. Ok cảm ơn bạn. Thank you bạn nhá. Mày có hai đen ấy. Thằng Thuần và thằng Đẹp Lơ ấy. Chết rồi, chết rồi. Như lô B1 sao ấy. Khó nè. Lô đạn nè, né đi. Từ từ, nhìn. Nhìn lô em đặt bom cái, Đặt bom ở B. Gom 1 nhá. Thôi, có móc rồi. Có móc rồi. Có móc đi. Thằng này cửa rồi, không có móc. Cửa rồi. Cửa hoặc lô rồi. Bắn một game rifle đấy hả? Phải chứ bắn rồi mà. Book mid. Book mid rồi. Mẹ nó, ổ quá. Thằng áo kê mông. Không tấn rồi. Sau lưng, nhảy rồi kìa. Hai sau lưng. Một phát nữa bạn. Đó. Đấm luôn. Đang trên tay. Móc luôn. Mày nó trốn. Mẹ xong vô múc nó luôn, multi kill luôn, đang multi kill ngon mà. Trời ơi, cái đủ mé 90 máu à. Đấm mồm luôn mới được hả? Ồ, còn phải là flash quên quăng cái lùm mí. Quăng cái bị gỡ. Quá đỉnh. Đỉnh rồi, bắn vậy đỉnh rồi. Tới nha. Ôi, hồi nãy em biết thì băng quá nhỉ. 20k nè. Rồi nhặt qua rồi, ok tôi thấy rồi. Ui má móc kìa. Móc nhà chết rồi nha. Tôi một máu rồi. Đi ra cũng được. Ấy, thùng hai. Thùng hai bên. Tôi một máu. Không được, hết.
rồi cô ơi. Thắng rồi. Hai. Tôi thấy rồi đại ngũ ơi. Thấy rồi. Thấy tin nhắn rồi nha. Momo. Momo, cảm ơn Trần Phát nha. Gửi anh cụm băng keo snap dính dính xíu. Cảm ơn Trần Phát nhiều nha. Trời ơi. Mình cảm giác cái địch nó nằm giữa người là mình snap thôi. Hên xui mê rủi. Tổ tiên bảo trúng thì nó sẽ trúng. Căng luôn hả? God's work nè. Thế nên là bản kinh nè. Ui, ai được donate nữa nè. Tôi nè. 50k hả? Ok. Chơi vui vẻ. Rồi. Ok, tôi biết rồi. Hóa trang nghĩ vậy. Lũ đạn, né đi. Thằng bé đông, thằng bé đông. Thằng bé đông. Bé đông à. Chạy về, chạy về ơi. Thằng bé, thằng bé. Ui má hay thế. Còn hai ba thằng luôn mọi người. Cúi bê. Đấm mình chết luôn. Ui thằng gót bên kia kìa bạn ơi. Hơi dữ dằn đấy. Mình cái team mình kìa bạn. Okay. Team này là hai anh em mình mỗi thằng phải bắn 15 phát mới win được. Sang là nó đéo biết bắn rồi, chắc chắn luôn. Còn thằng Nadia thì không biết nè. Xong rồi mình ép tới cuối B mà Nadia nó vẫn đứng đó thì thôi, hiểu rồi. Hiểu không? Bạn hiểu không? Are you understand? Rồi. Mít và có khói kìa. Mít kia mít. Nó mới chạy qua kìa. Thằng B hả? Tôi thấy mà, mít qua. Ui. Thế mà win được. Để đấy mình ngắm qua cho đấy. Bọn này nó không ra mít bạn ơi. Mình đang bắn mít đi, mình ngắm B cũng được. Để mình lựu đạn ra mít, mình chơi cái mít thử coi. Né cái mít láo một phát coi. À vậy mình cung phải cho. Ok ok. Thôi móc về cái cánh phải nè. Khói nè. Lựu đạn. Ê mít đâu, mít đâu. Trên đầu có. Có thằng gì PL kìa. Quá bình thường. Cũng tạm được. Sai. Ok. Ôi để nó bắn rồi hả? Hay rồi. Gần tới nơi rồi. Ủa đông thế. Cao qua. Má bắn không kịp luôn á. Cao A2 nha. Hai bạn ơi trái. Không quăng những B đi. Team mình nó thủ 2 hay A luôn. Phải lòng.
Anh ơi, em GM4 bắn không lên được Mythical. Anh có thể bắn hộ em lên Mythical được không ạ? Trời ơi, tôi đây đang vô top 100 này, tôi không có thời gian, tôi bắn giùm người ta luôn á. Nè, bây giờ có kêu cày thuê tôi cũng chắc tôi không cày luôn á. Ủa, mới thấy chưa đọc. Quá đỉnh. Đỉnh của chót, tuyệt vời. Được. Được, đỉnh. Quá ghê. Không thế mà nãy thua cái mắt tàu ngập. Chỉ muốn 2 mít. Mít 2, thằng vàng 2. Vô MB một thằng rồi, vô MB một thằng rồi. Bắn SMG nha, SMG vô MB nha. Đấy, còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Có xe 4 nha. Đầu MB lần cuối á. Cao tháp 1, cao tháp 1 bạn ơi. Rồi còn bên bạn đó, mít đông rồi, mít đông rồi. Cái này dưới đồng đội bên kia. Mít đông, mít đông, mít đông. Mít còn, mít còn, mít còn. Vô sai rồi, vô sai rồi, sao đó. Chưa. Thầy ma. Thằng God's Work chừng 42 nhá. Chừng 42. Thằng này ngắm cái 8. Đục thấp vậy vậy, đục cao lên. Xe 4. Mít. Xe 4 là ma đúng không? 4A nè, quá đẹp. Chờ 50 hả? Chờ 50 các bạn. Wow! Phòng tham này chỉ có đứng chết trái thôi. Quá ghê, được. Đầu đạn nó biết nè. Nó đi biết đồng lắm á. Ném. Hầm bê đông, hầm bê đông. Ui con mẹ nó. Cao tháp. Tháp đông lắm. Ui bây giờ mình chết hoài ta. Chết mẹ là trận này sẽ đi tỏa sáng. Tháp có. Tháp bạn ơi. Con. Vô A rồi, vô A vô B gì á. Con đặt rồi nhé. B rồi. Để mít. Có cày lên thuê không ạ? Hiện tại thì không cày, đầu mùa tôi mới cày thôi. Con B nè. Đủ nghe, súng chưa lên nòng kìa. Nó chết hoài ta. Em láo không được rồi. Nó bắn được 3 mạng xong mình chết 5 mạng. Ôi. Nó thằng B nhá. Đâu đấy? Ui. Gót nó bắn ảo ma á nhờ. Chết. Đi tìm bom đi. Bom brick the house.
Hay lên cái thùng không? Cho lên cái thùng được. Rồi lên thùng vàng đi. Cho nó ép nổ chứ. Lũ đạn nè, em né đi. Kéo nhảy lên được. Mày nó cứ dội ra. Amber có. Khe bê nó khó nè. Ôi vãi lên. Đúng. Bắt đầu bạn. Nó trong sai bê nó ngắm mày thôi, trong A chết rồi, trong A còn một thôi. A2 chứ, A2, A2, A2B. Đó nó ngắm cái khe đó. Trời ơi, hồi xin. Móc mày bạn, móc mày. Trong ma, trước mặt. Dưới. Rồi, chết. Tập bóng phô, bạn chạy bóng bít lại đi, bạn ơi. Rồi, bạn đi bóng bít lại đi, kệ này. Là win. Rồi mid vào. Cẩn thận nó nghe phút bạn nhá. Đây mình nhìn view này cho. Rồi ok đẹp rồi. Ủa. Ủa ôi thằng này đấm AK đi. Má ghê hả? Mù nè. Quá kinh. Giờ B đấm thằng ôn WBZ bạn. Đấm thằng gót. Ok. Từ ném bom cho. Móc. Chết. Đi bê không? Có, biết chỗ này, thùng vàng đó nè. Thùng vàng không? Đi. Thùng vàng chết rồi, tên nà. Trong bếp rồi. Khó nè. Đâu vậy? 15 mạng. Mình bắn 4 mạng thôi, 9 mạng thôi. Đúng rồi. 559. Ồ. 559 điểm. Ái da. Thôi cảm ơn Võ Đức Khuê nha. Chúc anh chơi vui vẻ, ok. Cảm ơn em vừa donate cho anh nha. Nhiệm vụ phòng thủ cứ điểm. Nắm đại chiếu bạn ơi. Ấy. Như là à tắt team nha. Tắt team nãy. Ủa bên mình sao lạ những mấy tên lạ không ta? PK Huy nè, quen không? Thảo béo bắn được nè. Chưa biết bạn ơi. Sao quá chết. Lên cổng rồi. Ủa mày lên cổng bạn ơi, sao quá chết rồi. Cho nó ra đi. Ok. Thích thì cho mặt. Em cho bảo bom xương xương nè. Ôi, cổng 1C các bạn, chơi 93 rồi. Nó biết kêu mẹ đi. Thằng Nadia 1C nha. Đợi nó từ Tết năm trước tới giờ. Cú B2, cú B2, cú B2.
Ui. Đồ mát này nó bắn ghê rồi. Má đèn bunny tới tự nhiên lộn chết à. Gớm mặt quả kill death 2.5 rank 800. Mới mythical à, hồ điệp ơi. Mythical à. Né biết thế bỏ nó khỏi cover được rồi. Giặt chết mẹ. À, pha đã ẩu mình. Lỗi mình. Mà làm được. Tầm gần. Chính là 91. Tốt. Chết cao thôi. Rồi đạn nó súng mẹ ơi. I win. Ồ má cái tuôn nó bắn không dính à. Thua rồi, thấy thua rồi. Em được cái bên nè, mình lát nè. Ok, tí nào. Mình lát cho nha. Mu nè. Con. Ui chết mẹ luôn rồi. Ở dưới nó nhảy xuống dưới con thằng luôn mà. Biết thế quăng quả flash được rồi. Ờ bạn không quăng cho mình. Mình quăng quả rồi đó. Đấy, thế à? Mình lại tưởng là bạn quăng mà tính cả Maka mình đấm. Trời mình quăng nó né hết chứ bạn dễ quá. Làm như chục 3.8 một bạn bắn viên nào trúng viên đó à. Game này dễ thua. Má em bị cứu B mà đứng sau cũng không cover mình thôi. Quá buồn. Thôi, à, mới chắc lại, không ép nữa. Chắc này không ép nha. Ép láo thua ấy. Trong này dễ thua. Thấy ngắm đấy bạn. Nó cái gì cũng phải, nó ba thằng mà. Bên kia là cổng nè. Bên kia hàng luôn. Không chết một. Còn các bạn. Thằng Nadia, đổ người. Hiếu, một xe á. Vãi, ê vẫn còn nữa, cái đủ miếng. Vô. Lùng đi cống lắm á. Không, lùi về thằng Nadia nè. Có một xe á. Vậy lên đi tới hai cống. Lù đạn, né đi. Bọn này thích đi cống nhờ, để chút nữa tôi cầm ngắm rê vô đầu cống kê luôn. Bộ cống nhà này bạn ơi, chỉ hai cú B. Hai cú B vào đấy. Bộ này đang móc điều khiển. Mít nhỏ nhưng không thấy, cú B thôi, chỉ cú B thôi. Cuối. Cao. Cho mình lên cống mình chui vô mình bắt cái thằng này luôn. Ok. Anh à, nó biết rồi nha, tao bắn canh đó. Tao dê đầu cống luôn. Ok, bạn dê ai, dê vô cống hả? Đi ra đầu cống, dê lúc nó mới vào. Má chậm nhịp rồi. Lên đây, lại đây. Hai cống, má chậm nhịp. Cống dài thì bắn sụt nè. Nó chui ra luôn, Đâu, không, đâu kia. Này. Wow, hai không kịp. Đâu, mấy thằng này đi cống nhanh quá. Bạn mò chậm quá thôi nha. Một rao cho dễ bắn nè. Để mình kê cái sàn đã. Cái nó qua không nè. Sàn qua một. Sàn qua rồi nhá. Không chết một. Dưới ai rồi, tới lửa. Chơi nó luôn. Lũ đạn, né đi. Chết rồi bạn ơi. Ôi mẹ bay mẹ rồi. Tao mày hay đi chết luôn rồi. Ôi đấm chết lên trên điều khiển. Mày chuyên gia đi cống mà Nadia.
top là được mọi người. Cống AK kìa. Để bắt cống nha. Nhỏ một chừng 50. Bánh canh chừng 50, ra lại. Hai chết rồi. Thằng này không biết. Dưới A chắc chạy về đến nơi rồi các bạn. Dưới A lại chắc đẹp. Lũ đạn lè né đi. Phết. Khó nè. Mấy cái pha đó đạn còn cọp rồi thôi chứ. Chết rồi mình rồi. Ép ra luôn. Nếu kịp. Mấy con này đạn nhiều cọp lắm. Đậu xanh đó chứ. Và những con bắn hết đạn là không có cơ hội chạy đâu mọi người. Cái pha đó nếu mà nó bắn mình không chết á thì nó chết chắc. Nice. Quá ghê. Cái chung vàng nó khác. Rồi phút. Đủ mê nó chín mà chín máu à. Không ai để mà chín. Đen thế nhờ. Hai mồm đúng không? Lên cống hả? Làm được bạn ơi, thằng Marine vừa 99 à. Nó như dưới A sao á. Đúng má xí à. Xảy lỗi rồi. Lỗi nè, đủ má, cứ cầm cái cây ngắm. Không, thằng này nó dùng. Tú bắn chậm nào cũng hơn 10 kêu đều tay. Ờ, nói chung là không bao giờ bị tả. Thì không? Bắn với ai vậy? Bắn tay to có thứ mà. Mình không bị tả. Chứ bây giờ mà bị kiểu âm lòi luôn á. Qua nên nốt cống rồi nè. Dạ yeah, khỏi dạ yeah, con. Dạ yeah, chết. Rồi chết rồi chết. Ok ok. Xe 4 à. Bom ở đây với bom rồi. Cống 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 nó báo cống kìa phải không? Đây đâu đây đâu. Đây đâu, đây đâu. Thôi chạy xuống ngay, chạy xuống ngay. Lũ đạn nè, né đi. Lũ đạn nè, né đi. Lũ đạn nè, né đi. Nhặt bom kìa. Cái đủ và lá lách thằng này. Mù nè. Bắn tăng vẫn là thương hiệu hả? Đâu. Tôi bắn ngắm thôi. Ăn gà lắm. Lũ đạn nè, né đi. Cái nhỏ em. Đi có mấy con, đi có mấy con. Chạy rồi. Chạy tới mưa với A các bạn. Chắc cũng có. Cho lộn đi trước rồi. Đi B bạn. Rồi, sàn chết. Đen, đen, đen. Quá bình thường. Xe 4 nè, xe 4 nè. Lũ đạn lè, né đi. Lũ đạn lè,
Hai. Ôi, hai quả luôn. Hai quả chết luôn. Má bắn quy vết là sấy là hỏng. Không nên sấy. Thế mà có thể nhiều thằng nó sấy cũng dính lắm. Mất cái đầu rồi nha. Má nãy mua đầu đàn chỉ vậy. Thì lúc bây giờ mình dính viên ngay đầu là mình chết. Một tao có lên em ơi. Má móc sàn à. Móc sàn rồi, móc sàn rồi. Ôi trời, đúng, má nó chọc mầm người đi, xít chọc mầm người luôn. Cũng đấm ra nè. Bạn giờ đây cover mình xem. Lũ đạn nè, né đi. Ok ok. À có xuống à. Chết chết chết. Bom ở đây, bom ở đây. Mấy thằng bà lá lách, thằng kia nó cầm bom. Đây đủ mé nhà đó, nó giúp mình rồi, thôi thua luôn thằng lục siêu 4 này. Margin trừ 40 bạn ơi. Đã đặt qua một cái bạn ơi. Thằng này trừ 40, trốn trốn trốn. Nó bỏ siêu 4 đi đâu á. Siêu 4 đi chứ. Quay lại bắn mình chết luôn à. Hơn vãi liền. Cảm giác trận nào cũng có hai người chơi hả à? Chả biết nữa. Nói chung là trận trước là sẽ đi bắn, trận này tôi bắn. Mà không chắc là cái ranh này nó cũng vậy. À, có chip kìa. Hồi nãy hôm qua bắn cái trận mới ngộp. Bắn mấy Huy Hài Hước á. Đúng không? Ừ, không có thêm đâu. Ờ đúng rồi. Huy nãy cũng vừa bên mình mà phải không? Ừ. À, game này thua. Chịu á, không có bắn lắm này. Bắn này bắn gà lắm. Hồi hôm qua bắn cái trận với Huy Hài Hước, Lêu Lêu, phê ma túy rồi các thứ, mấy trận nó gọi là căng thì toàn mấy gọi là anh tài kinh hai. Thằng phê ma túy thì nó top 1 rồi, cả 7 rồi. Huy Hài Hước cũng vô top 100 rồi. Trận đó nói chung là nhiều. Lấy mã bom mẹ ơi, đừng có đưa nó cầm bom. Ok, nó lại cầm bom nữa. Sao còn sắp nó cầm bom vậy? Không hiểu. Giờ rơi 4 à, không cầm được rồi, vứt ra đi. Đó, có này đó. Mã bom à. Khó nè. Khoa. Ok, chết rồi. Thơm ngon, tới những viên cuối cùng. Rồi, cho mai nhá. Cái ma rồi. Vào. Đó, một viên. Ô cái map này sao quân của bạn đâu? Sao quân của bạn đâu? Rồi rồi đó. Ok. Rồi rồi rồi, chọc nó trước. Bắn nhiệt mà chỉ cần team mình một hai thằng phế thôi là xác định đúng rồi. Thôi, biết Ferrari không? Nhiều lúc bắn 1.8 ấy. À, bom nước. Ok, mình kê nước cho, mình kê cho. Đủ. Không ai một á. Hay rồi. Chờ né được bắn luôn rồi.
Cái bên tăng quá. Hai thanh niên này móc nước. Đúng là má tay thính cho tay cửa. Hạo Thiên Khuyển sao đi? Hạo Thiên Phong à, Hạo Thiên Phong. Ờ cái fan. Tối vậy. Không à. Không biết hay yếu rồi. Hay yếu các bạn ơi. Tobago trừ 80 nha. Con yếu. Yếu chết hai. Thằng này vung A lần cuối, vung A lần cuối trong A thôi. Bóng tay, sao bóng tay. Kinh vậy. Ghê vậy. Chắc mình lên AK bắn quá. Má, cái gì ở pha đó. Bắn không được nào hết. Em biết kìa. Em biết kìa. Có bên mồm rồi. Con mẹ. Nó cũng mồm luôn. Đù má xanh quá. Kìa, vô mic kìa, Má sao đi bố xanh như vậy ta? Nói gớm. Trận này tạo quá rồi. Nói chung là có qua có lại. Trận nào tôi tạ thì sẽ đi gánh. Trận nào tôi gánh thì sẽ đi tạ. Mình sao view đó cho bạn. Ở đâu nhờ? Vũ mít. Hai con. Thằng này không biết. Hai con ôi. Má ghê hả? Rô. Kinh khủng. Đây nha. Không biết. Để lên. Ủa má snap chảy sò luôn nè. Đúng má. Cửa A. Ê bóc cầu một thằng. 2 phút bóc cầu các bạn ơi. Hai. Một thằng cửa A lần cuối. Thôi chạy vô A được. Ali. Thằng này trừ không nha. Chẳng mày sẽ đi gánh rồi. Cảm ơn Ngọc Tú nhiều nhá. Ui, Ngọc Tú lúc nào đẹp trai ta, tên Tú mà đẹp trai. Hay nha. Được, cảm ơn Ngọc Tú nhiều nhá. Sao ông Hồ Điệp không đầu tư đi thử bắn giải thì coi. Nhưng mà phải có team cơ. Ui, phải thì nó chết luôn chứ. Ồ. Oh. Blacklist win. Khó chịu. Đang bị lỗi rồi, giờ thế nhá. Mua mua là bị lỗi rồi. Khó nè. Lũ đen quá đi. Trận này sẽ đi chảy sò quá. Nhiều lúc tôi không còn bắn luôn. Thằng cắm nước chưa? Nước có. Thế mày. Một viên nè. Nước lần cuối. Con mẹ nó bắn AK gì mà như không giật vậy. Dưới nước. Quay về nhìn, đúng rồi, đang nhìn mình đó. Wow.
Rồi, nốt game này, nốt game ăn cơm nước nào. Ok. Tối lên 800 luôn. Hai tối bà bắn mà đúng không? Đó, rồi ca bắn. Đâu? Rồi ca bắn. Tối nay mình nghỉ tới chủ nhật mới bắn lại. Hoài, sao vậy? Sao lại nghỉ? Lịch nó thế. Lịch chủ nhật mới bắn. Chủ nhật gặp ranking. Đi mấy mùa giải rồi, cái chứng lên CFL thì rớt, dàn tăng yếu quá. À. Đúng rồi, bắn giải tăng mày cứng cơ. Sẽ nếp nhiều lúc phá giáp là nghiền em cuối. Nhiều lúc là sẽ nếp là cũng phế lắm. Không bắt được người, nó nấp hết mà. Bắn giải chủ yếu bọn nó nấp hết. Nó căng quá, nó nấp hết. Ôi, bên kia có luôn SLB 2L. Rồi, xin điểm nha. Ở trận này Tú đã bắn nha. Ờ, hồi đi với Tú là xong nha. Mà một người cứu view thấp quá, không kéo nhau nổi đâu. Ok, kéo nào. Luân bắn cũng được á. Nhưng mà gặp Sadie là rén rồi. Có mà 4 rồi bạn, AK của bạn đó. Đâu vậy? Có tháp sao vậy? Lũ đạn nè, né đi. À dạ. Ui. Anh với Tú phá giớp mỗi người 50k kìa. Ok. Tiếp tục kèo 50k kìa bạn. Trời ơi, dễ thua quá bạn ơi. Thua không? Không thua không? Đó, không thua được. Súng nè, nắm súng nè. Không thử like đá game khác mà đã đột kích nó cũng đã không có view rồi, các bạn đòi đá game khác mà sao có view. Em lên cao cho. Ôi cảm ơn Văn Mạnh nhá. Tối vẫn like chứ. Có vậy ba phát rồi nghe lỡ vô kêu cánh mình giờ vô giết anh em mình chứ. Mít khó nè. Ok. Thăm bê 2 kìa. Fire in the hall. Đập bom mà ha. Còn đứng đó mà nhìn như vậy mình cho mình chết hả? Ừ, tính để nó giết. Không có đâu. Cái gì vậy sao đi? Ác như vậy. Anh em cùng hội cùng thuyền mà chơi ác như vậy. Có thể đứng đó rồi đó. Bên em à, bên em, bên em. Rồi, chết rồi. Ép 2-3 thằng luôn. Ông kia đi trước mà. Không biết tha rồi. Anh Tú ạc nằm ở trong không mà nhiều lắm em. Nhưng sắp đến rẻ tìm em ơi. Mình coi sẽ đi bắn nha. Tìm nó còn tăng thôi bạn hết ngắm à.
bạn ngủ hả? Nào với bạn. Thằng thùng vàng, thằng đồng đội nó dưới mình luôn. Đồng đội trước mình chết. Đây rồi. Cái gì vãi lình, tụi nghe mùi hôi hôi. Wow. Bắn AK. Thôi bây giờ sẽ đi chùm AK các bạn rồi. Vô giải bắn bụp 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 bụp. Tấm xe ha. À chết luôn. Vô giải nó bắn được cỡ đầu nữa. Lại vô giải mà tập trung được nữa. Giải còn cái tâm nó cũng okay. Giờ đó bạn về bạn cáp cho mình bắn thì được. Mình tập trung được. Mình biết cáp đéo không? Lũ đạn nè, né đi. Lũ đạn nè, né đi. Vào giải làm gì có mấy thằng nào nó ừ nha. Fire in the hall. Flash bomb. Ủa máy bằng mày sao vậy? Lắc máy cái lùm mớ vậy đó. Rồi tao bị nhưng qua, cái đủ cái đúng ngay cuối là bị. Cái gì vậy? Vô lại đi, vô lại đi, vô lại đi, mày giữ cho. Vô lại đi, vô lại đi. Bạn vô là bạn thấy mình cầm top của bạn. Uy tín luôn. Cái game cuối là bị cay không? Rồi bắn chắc lại nè. Tao đem từ 1024 nó hay bị hiện ra 1980 rồi bị lỗi gì bạn? Không biết không? Nó do cái cáp trực cạc á. Không nó mới bị hôm qua thôi. Chắc là tháo mấy giờ tháo vô bị gì sao á ta. Bắn lại tôi bắn nè. Má bả này ăn chay thật đó nhờ. Thật đấy. Khó nè. Flash bomb. Lỗi cạc hả? Sao lỗi cạc được? Ai, cố gắng bình thường. Quá bình thường. Lái thơ. Giữ mẹ mày ơi, hai kia. Hai kia tôi bật hơn nữa. Hai. Chưa, lại. Chưa vào được. Rồi, ok. Máy bị đâu rồi? Em biết luôn nè. Rồi bây giờ map này là map của tôi nè. Hãy đợi chứ Quỳnh. Hãy đợi. Ôi. Ôi. Gì sao thua được? Muốn nghe gì? Vãi hai. Lùi đây, né đi. Vãi lên 20 giây. Tốc độ băng thơ chứ bắn gì luôn á. Ơ mạng ơi. Khói nè. Ê. Lũ đạn né đi. Lũ đạn né đi. Wow, chưa tới 20 giây. Phá giới game cuối rồi. À, ok. Mà lũ đạn né đi.
rơi nữa. Ây da, trúng cổ kìa. Thắng rồi, cô bé, chiến thắng. Nữa. Một game đây. Nó không căng à. 500 chiếc. Quên, để mời. Mời đi bạn. Dạ. 592 rồi hả? Ghê hả? Mình mới có 569 à. Chip nó bắn chụp 20 điểm hay sao? Ủa má kêu vô cày thuê dùng nick này đủ má nó nếu bắn rồi, nó làm vùng què gì á. Toàn là mình thấy mình bắn mà. Anh đang đua top mà. Ừ. Anh đang đua top. Thôi mình bắn luôn cũng được, mình bắn nó cũng lên mạng rồi. Chết bà là chẳng phải thua rồi. Game cuối bạn ơi, thôi thua. Má mày kêu ghê quá vậy. Gắt thật, bên mình có hảo hán nè. Trận này thua tí mẹ rồi thật. Trận này sức là rồi. Hứa. Ai bên này ghê quá. Nhiệm vụ phòng thủ cứ điểm. Bên kia kinh đấy. Ok, tiến lên nào. Để có ma cho, để mình có ma cho. Có thằng nhảy cầu nha. Thì mình có duyên phận bắn cũng ok. Hy vọng là gắn tôi. Nát thì vậy sẽ đi. Mama. Mít đâm. Cảm ơn hồi xong tầng nhá. À nó đét một cái cháy sò mẹ không à. Bê một. Bê đó. À, đây là ngắm bắn game này đó. B1. B3, thằng B yếu rồi. Lựu đạn, né đi. Quá bình thường. Thằng đó chịu 83, nó chết rồi. Thằng này không biết nha. Thằng này nó ngắm. Copy that. Cao A. Cao rồi hả? Cao á, ừ. Khói nè. Có cái bao quá. Trừ 29. Cao. Ui. Ảo ta. Bắn đây bắn đạn bỏ đi vậy. À, thấy viên đạn không? Bắn nửa viên đạn. Bắn bỏ đi vậy sao? Đâu. Không phải rùa mà vẫn ý định là kê lên A rùa kiểu như là chống về chống không chống thôi á, đúng không? Bắn lại vô luôn. Vẫn ý định là vẫn kê quá hài lắm. Kê giùm cái mic solo bê á. Ok. Được 50k của con kho donate chưa kìa. Khoa hả chưa? Chân cầu. Lũ đạn, né đi. Mò mất. Cầu trái nè, dưới cầu trái nè. Thấy rồi, đất quài vậy. Nè. Một yếu bạn ơi.
Không không không. Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Hai. Ôi sao đây chết mẹ rồi hả? Không, cái góc khó bắn lắm, thật. Cái góc này bắn ở đây khó bắn lắm. Sau đó mình rùa được phát. Cái phai thế. Một này cầm ngắn thôi. Khói nè. Câu 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 trái. Mày tưởng tao biết bắn tăng hả? Sao tao bắn nè? Mày tưởng tao biết bắn tăng à? Quê quê quê. Quê lên. Quê. Chưa lên, chưa lên. Qua. Cú B1. Thằng gót nửa bình rồi nha. Có chết, có chết. Mình mồm rồi. Cú B. Lũ đạn, né đi. Câu, câu. Hai. Mù nè. Vẫn đang suy nghĩ là nó sẽ ở cầu thôi. Ok, cảm ơn Khoa nhiều nhá. Tối xem là chim tiếp nha Khoa. Câu 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 câu. B lên 2. U B. Bom đã về đây, bom. Về, á? Thằng này chạy đâu vậy? Khoa móc đây. Bắn rồi. Lũ đạn né đi. Mù nè. Á. Á dở. Vô B2 rồi. Mít nè. Smoking bomb. Flash bomb. Fire in the hole. Khói nè. Bê đông, bê đông. Lũ đạn, né đi. Còn biết nào, còn biết nào. Con mẹ nó. Còn nó vừa nghe phút rồi. Còn đứng đây. Tôi nghĩ cha chứ. Sau đó mình hơi chủ quan, đi hơi nhanh.
Thế nào quá. Lên một round nó mới khó rồi ta. B. Cảm ơn Khoa nhá. Nếu bạn sẽ móc nó giữ lại đi. Nếu đùm bầy đùm bà. À không cam. Anh biết quạt chưa? Ăn điều đạn này. Tôi nghĩ nó qua rồi quá. Hai B rồi. Cuối A sát. Má đang nghĩ nó qua rồi. Móc cầu mình, móc cầu mình. Đủ mí nhanh đấy. Má bắn con mờ mà đồng đội bắn. Bên nào phải nè. Tớ bọc bằng chè cầu lại. Từ để mình slot cho. Khói này. Khói nè. Mù nè. Flash bomb. Lâu đạn lên nè. Fire in the hole. Lâu đạn lên nè. Trời ơi. Đã có mà. Lũ đạn nè, né đi. Mù nè. Mù nè. Mù nè. Hết rồi chạy rồi. Rồi, à, băng mít này, băng mít. Nói, nói. Má, mình chọt hai ngắm. Mình chọt hai thằng ngắm, một người. Nhảy cầu không bạn? Mình nhảy cầu đi. Mình ngắm biết chưa? Mà nó ngắm cầu thì sao á. Mày ngắm biết chưa? Ui. Hai chết rồi, một xe chết rồi. Bê khó, bê ngắm đấy. Mà xin nó à. À đủ mé vãi lình chưa. Bỏ A luôn cái gì biết luôn. Má rớt là sẽ bốn khó. Mé bỏ A bạn ơi. Cầm ngắm bây giờ bắn thằng béo mà. Ở đâu? Đứng trên cao à. Đứng trên cao nó dạt khô luôn. Dạt dưới bắn á. À. Khói nè. Dạ. Yeah. Cao mít có rồi, cao mít có rồi. Cầu, cầu, cầu nó bỏ A, nó bỏ A. Lên A bạn, lên A, lên. Mà. Thôi bạn ơi, mình mồm nha. Dừng, 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 dừng. Hai mồm, hai mồm, hai mồm. Lũ đạn nè, né đi. Yeah. Rồi, hai mồm chứ. Vãi lình bắn hai cái mồm éo chết. Đã đặt bom ở khu A. Mình mồm không nhé. Thắng rồi. Hai. Thắng thằng 90, 70. Trời, không biết 7 luôn mà. Hai ép rồi kìa. Mít chân, mít chân, mít chân. Hánh béo. Đủ. Cao A, cao A. Đủ, cao A. Lần này là thủ chết cao A. Trong béo có một thôi đó.
Một C. Máy. Không tám. Kia nó bắn lục là nó thua, nó phải bắn ngắm. Bom đã bị gỡ. Mẹ, tôi vô mà, vô B tôi bắn, tôi xảy thằng kia. Mẹ, một máu à. Nó vô nó bắn cả ba viên. Nếu chúng như nào. Như cái biểu ấy. Chém thật. Thằng cao mít nha. Tệ vãi. Nó dính 4 máu hả? Nó không ăn được thôi chứ. Khói nè. Bé. Tôi sẽ đi ơi, là C4 này. Lũ đạn nè, né đi. Trời ơi, dưới. Quá bình thường. Hai bạn ơi, cố lên, thằng này bắn được đó. Đã đặt bom ở khu B. Trốn các bạn ơi, bạn cứ trốn đi. Lấy view bắn. Bắn 50 là đẹp. Cọp các bạn ơi, 2 bên 1 phải cứ xả cọp cho đẹp, cho chắc. Sao xả 50 cho nó. Nice. Pha đó lỗi. Má pha đó bắn ngay chân kiểu lọt qua hai cái hán chứ. Tí thua rồi. Giờ lên được, mà không biết chín luôn à. Ừ. Lại. Thôi nghỉ nha, bye bye mọi người nha. Bye bye anh em. Thôi nghỉ nha, ri rang rồi. Đáng lẽ là win sớm rồi. 551 hả? Sáng giờ lên được 21 điểm. Mấy trận này sao bắn không có chích 3 ta. Là không được bắn luôn ấy. Sao đây bắn không mà 13 chứ không. Số pháp đó. Ôi thua. Ừ dễ thua. Mấy cái pha dễ thua quá. Lỗi mình. Biết nấp mẹ luôn. Là đẹp à, phô quá. Không, đó là win cái trận đó rồi. Win cái ra đầu tiên rồi, ra kia rồi. Chứ ông kia ông sấy mẹ. Ủa mà bắn 94 mẫu rồi, bắn 30 viên mà không trúng được viên nào là sai, quá sai. Mẹ, thật không, đúng không, quá sai đúng không. Mẹ tôi vô tôi sấy cọp như thế rồi. Tôi bắn mẹ cho liếm rồi, không liếm được. Nó mà liếm được thằng đó là win mẹ rồi. Thôi nghỉ. Bye bye mọi người nha, tối nay livestream tiếp nha. Bye bye Hồ Điệp nha, bye bye anh em. Quá ơi, pha cuối nó kỹ năng mà hơn gì. Phát cuối thằng đó bắn kỹ năng mà. Nhưng phận bắn ok mà, bắn hay mà. Thôi nghỉ nha mọi người, bye bye anh em nhá. Cái pha đó bắn lách quá đẹp, quá dẻo rồi. Top đầu có hát không nữa, sao hát. Top đầu là thằng phê ma túy mà. Thằng này không hát. Nhưng mà nó bắn giống tôi á. Cũng một 1.700 điểm. Ý là nó bắn kiểu phong cách giống tôi á. Bắn cứng lắm á. Huy uy tín lên được 97 rồi nè, hàng 97 nè, chắc hôm nay lên được chắc lên cao á. Mình cũng sắp vô rồi, chắc tối nay lên rồi. Tối nay nếu lên được. Nếu mà bắn như kiểu này. Hết mùa top 10 khó lắm em. Để cố gắng thôi, cố gắng vào top 10 coi, thử như thế nào.